xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Không Sợ Mập. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Không Sợ Mập. Và bây giờ là 8 giờ kém rồi, đi săn luôn những cái món ăn vặt về đêm ở Sài Gòn. Mà hiện ra tôi không biết tôi đang đi đâu luôn á mọi người. Mà chú mình đang đi đâu vậy chú? À chú mới biết có một cái quán đá bào mà các loại mứt ở đó đều được do anh chủ tự tay làm hết luôn. Nó cực kỳ đặc biệt luôn, nên bây giờ chú sẽ dắt cái đi ăn thử. Nghe hấp dẫn quá phải không mọi người? Vậy thôi mình cũng đi nha. Hẹn gặp lại mọi người ở quán nha. Hi. Chú dắt mọi người tới quán rồi nè mọi người ơi. Quán là một chuyện. Quán đường gian luôn đó chú. Nãy chú còn tưởng bị bể kèo nữa chứ, chạy đây không thấy xe, không thấy ai hết luôn. Đúng rồi mọi người, lúc nãy tụi mình chạy ngang đây thì anh chủ chưa dọn ra. Lúc nãy gọi điện thoại thì em nói là 8 giờ, đúng 8 giờ mới dọn ra luôn. Nên bây giờ thì mình đang chờ ảnh dọn hàng đồ ra hết rồi bắt đầu mình sẽ review các món cho mọi người nha, mọi người chờ tí nha. Đây là xe hàng của anh chủ đây. Các bạn biết không, một điều rất là đặc biệt đó chính là anh chủ là một bartender đó mọi người. Và anh cũng có một cái kênh trời đang sắp mưa á mọi người. Trời, em mua đất răm rồi. Nhưng mà mọi người đừng lo, tụi mình sẽ vượt sóng vượt gió để có thể review tất cả các món ngon cho mọi người. Dạ, dạ có. Dạ, anh cho em một yogurt nữa trong rừng với một chanh lạc tiên. Dạ, với một trà đào. Ở đây có món trà đào hơi đặc biệt luôn á mọi người. Mình chưa từng thấy chỗ nào có món trà đào luôn, là trà đào và là trái đá bào. Cực kỳ đặc sắc luôn. Quá kìa. Em có một thắc mắc là em thấy anh là anh ba tên trời mà anh sao anh có quán như thế này à? Tại vì cái nghề của anh này ngày xưa là khoảng từ năm 2010 là nghề tay trái của anh thôi. Thì anh đi học làm bartender cho đến năm 2014 năm bắt đầu mò cái đá bào. Thì trước đây anh mò cái chuối đóng là tôi mò tới 4 chi nhánh lực. À nhưng mà bây giờ thì do cái tình tài chính á, cũng như là mặt bằng á, thì có nhiều cái điểm nó sẽ không thuận lợi. Nên anh tập trung bán là tại cái địa chỉ mà ngày xưa mình bán từ năm 2014 nè. Anh có đăng ký được nhiều độc quyền năm 2014 luôn. Có cả đăng ký được cả thương hiệu độc quyền luôn nha mọi người. Nhưng mà tại sao anh lại chọn làm giờ từ 8 giờ tới 1 giờ sáng rồi? À, tại vì tùy theo cái vị trí địa lý em, trong kinh doanh người ta sẽ có câu nói là gì đâu, thiên thời địa lợi nhân hòa, anh sẽ hòa mình vào đó thôi. Nếu như tùy cái khu vực, vì anh ở đây cũng khá lâu rồi, một bài nữa là khá là lâu rồi nha, biết được cái tập quán của cái khách, thực khách họ hay đi chơi, họ hay đi ăn vào cái cung giờ đó. Còn những quận khác thì anh không rõ lắm, nhưng riêng cái quận này thì anh lần rồi đó. Ok. Đó cũng là lý do mà ảnh mở quán vào lúc 8 giờ chiều và tới 1 giờ sáng. Nên nếu mà mọi người ghé ủng hộ thì mọi người nhớ canh cũng giờ nha, chứ không là sẽ chờ như tụi mình hồi nãy đó. Đúng rồi à. Tới sớm có 15 phút thôi nhưng mà. Phải đợi từ nãy giờ. Dạ. Rồi. Trời hình như đang mưa lâm lâm hay sao á. À, đúng rồi. Nhưng mà vì anh có ngại gian khó đâu, thấy không? Tôi cảm ơn em. Cái nghề của anh đi làm thì dĩ nhiên làm cái nghề nào để kiếm tiền cả. Nhưng mà cái nghề như của anh thì nó có cái đam mê nhiều hơn. Cái đam mê mình sẽ lớn hơn thì cứ làm hơn. Mà em biết rồi, những cái việc mình làm đam mê mình sẽ đặt hết cái tâm huyết mình vô nhiều lắm. Đây là một ly trà đào của đá bào mật chế Karen.
Mai Nguyễn S bartender. Ok, này có cái style nha, đi cho em đầu tiên nha. Rồi, mình chia tiếp vào ly trà đào. Mọi người có thấy ly trà đào đặc biệt không? Không có chỗ nào làm ly trà đào cái này luôn á, mình cá chắc luôn. Nên mọi người nên tới thử quán đi. Em nói như vậy với cộng đồng mạng lại vô nó họ ném đá ăn gì à? Em ném lại vậy. Tại vì sao? Tại vì em nghĩ là có thể mình có nhiều cái riêng nó cũng độc quyền thôi. Nhưng mà anh không dám khẳng định là mình sẽ là người ngon nhất. Anh không bao giờ nói như vậy. Nhưng mà anh nghĩ là muốn một người pha chế, tại anh cũng là người pha chế mà. Người pha chế thì họ sẽ có cái bí quyết riêng như anh nói rồi. Anh nghĩ sẽ có nhiều chỗ ngon hơn đó. Đây là ly chanh lạc tiên xí mụn cũng rất là ngon. Món này là anh cũng thích lắm. Rồi em sẽ dùm cho em nhé. Ok. Đây, chanh lạc tiên xí mụn đây mọi người. Hấp dẫn cho nè. Thấy mà mình nó phồi cào lên nữa rồi đó. Đây là món tiếp theo. Ok, còn một món nữa là món yogurt sữa dâu rừng. Thì anh cũng pha chế nó với nhiều cái quy tắc nó khác biệt một chút xíu so với cái cách pha chế thông thường. Ok. Do gút sữa vô rừng. Ok, dành cho em nhé. Cảm ơn. Còn đây là ly chanh lạc tiên của anh cameraman. Các bạn cùng thấy giá được coi thưởng thức ha, những món đặc biệt nha. Chào mọi người. Đó, cháu giờ thấy cái trà đào mà xài đá bào thấy gì không? Dạ, là không những là mình ăn được trà đào mà mình thấy giống đá bào á. Giờ cái gì đó trà đào là đặc biệt lắm. Đá bào, trà đào. Tại đây đa phần là tất cả nguyên liệu là đều do anh chủ tự làm hết luôn. Nên cái vị của nó sao ra? Nó không có giống như kiểu trà đào đóng hộp, không giống như kiểu đào đóng hộp đâu. Nó cực kỳ tươi luôn. Cái dâu này cũng vậy đúng. Cái ly này mọi người lúc nãy mình thấy sữa là có 3 loại sữa luôn. Thứ nhất là sữa đặc, sữa tươi và sữa chua. Rất là đặc biệt luôn á. Các bạn có thấy thế nào? Thơm lắm, rất là thơm luôn á. Không thể nào nói bằng từ nổi ra được luôn á. Anh chú có thiệu hợp lý không? Rất hợp lý luôn chú. Ở đây còn có một loại là chanh lạc tiên. Cái món này chú cực kỳ sợ luôn. Là chú không thể ăn chua được. Để không biết cái này là chua canh nhà mình lại. Chú tới là lại sợ tới như vậy mọi người. Tin thử nha. Cái bạn mà không ăn được món chua nha. Nhưng mà
vị á, vị vừa chua chua nè, vừa mặn mặn của xí muội nè, vừa thanh nữa. Nói chung là một ly thế này uống vào lúc mình đang khát và đang nóng là cực kỳ sảng khoái luôn á. Dù là mưa gió gì, kiểu người ta nói mưa sẽ mát nhưng mà thấy mưa đang rất là hầm á. Nên ngay thời điểm này á, thích hợp nhất là làm một ly trên lạc tem. Quất vô một cái á, để mình thử cho mọi người coi là tại sao mình nói là mình không thích ăn chua nha. Chỉ có mình là mình không hợp với nó rồi chứ không phải là mình không thích nó nha. Nó vẫn ngon nha, nhưng mà nghĩa là mình không hợp với nó đâu. Uống mấy cái ly này á, chú nhớ hồi xưa á, ở mấy chú trường tiểu học, trung học đó có mấy cái chú mà hay bán đá bào á. Đúng rồi, cái xe đẩy mà cầm, rồi, đẩy mà cầm cái cây gỗ đúng là giả luôn á. Đó là kiểu này luôn á. Đúng rồi, bây giờ thì chạy hơn rồi, người ta dùng máy, người bỏ đá vô một cái là đá bào rồi. Nhưng mà hồi nãy như anh chủ cũng nói á, cái nguyên liệu này thực sự là rất là đặc biệt luôn. Là nếu mà nói chính xác là mình không thể đi chỗ nào mình kiếm được hết, thì tất cả những món ở đây chủ đều đăng ký độc quyền hết rồi, đặc quyền về sáng tạo hết luôn. Nên nếu mà mọi người muốn thử ly như vậy thì mọi người nên ghé qua địa chỉ là 351 Nguyễn Thị Thập, quận 7, vào đúng 8 giờ anh bán rồi bắt đầu từ đúng nha mọi người, phải đúng 8 giờ nha mọi người, 8 giờ anh bán sớm dù 7:59 là mấy bạn không gặp đâu nha. Đúng 8 giờ anh bán, bắt đầu từ đúng 8 giờ cho tới 1 giờ sáng các ngày trong tuần luôn. Một bữa thì mình thấy anh có đăng là từ ngày thứ năm, không biết là có công việc gì không, nhưng mà cái giờ quy định của nó là vậy. Anh theo anh nói là do thiên thời đi lại nhân hòa, để anh thấy là bắt buộc ở đây phải đúng 8 giờ anh mở mới bán được. Và anh còn có cả kênh YouTube riêng nữa, nếu mà mọi người like và subscribe cho kênh Thánh Đá Bảo thì có là sẽ được giảm 30% cho lần ăn kế tiếp. Giảm 30% rồi đó nha mọi người. Còn một ly có 20 mấy ngàn rồi mọi người. Mình giảm 30% nữa rồi còn bao nhiêu đâu, đúng không? Tính là đi chơi một ly đá bào hồi nhỏ mình ăn ở ngay gần trường luôn á. Giờ mình vẫn trung thành với ly trà đào của mình thôi. À, nó mát. Còn chú nói mà chứ cháu chỉ cần đi theo chú thôi, không có cái quán nào trên đời mà chú không có mò ra được hết á. Hiện tại thì trời mưa khá là vừa vừa, nhưng mà tụi mình vẫn không dài được đá trời mưa như thế này để đến đây review cho mọi người món ngon như thế này. Mọi người hãy nhớ ủng hộ cho tụi mình nhiều nhiều nha, càng like càng share nhiều tụi mình càng có động lực để làm thêm nhiều quán nữa. Với cái kiến thức về ăn uống của mình thì mình nghĩ là mình sẽ kiếm được tới hóc hách mà mọi người chưa từng thử luôn. Thế anh là một đầu kiến thức ẩm thực đó mọi người ơi. Nên mọi người cứ ủng hộ tụi mình nha. Thật ra thì cho thấy bây giờ khá là nhiều món ăn vặt, nhưng mà nếu thật sự mà nói á, cái món này á phù hợp với mọi lứa tuổi luôn, cho thấy nhiều luôn á. Với lại cũng có nhiều hương vị đa dạng cho mọi người lựa chọn nữa. Vậy nên là nếu mọi người có dịp đi ngang đường Nguyễn Thị Thập thì hãy ghé vào xe đá bào của anh chủ qua trên đời nha. Nếu các bạn đã thích video này hãy share, like và subscribe kênh của mình nha. Chúc mình là